Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đưa cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết là về cái tình hình giữa Nga và tập thể phương Tây đang vô cùng căng thẳng trong toàn bộ cái sườn phía đông của NATO. Điểm nóng số 1 thì đương nhiên là xung đột ở tại Ukraine. Nhưng bản thân Nga đang đi thêm hai nước cờ nữa là câu chuyện ở tại Beirut và câu chuyện ở tại hành lang ngũ cốc của Biển Đen. Mọi thứ nó đang đóng cửa và tạo ra những trụ cột quan trọng để ngăn chặn cái sự bành trướng của tập thể phương Tây, và cũng khẳng định với thế giới rằng là tập thể phương Tây sẽ không thể phát triển được nếu như không có nguồn lực đến từ Liên bang Nga. Và bản thân tập thể phương Tây không thể phát triển được nếu như hai cỗ máy in tiền của Mỹ và EU nó bị vô hiệu hóa. Phương Tây đang có hai cỗ máy in ra tiền để mua cái nguồn nhiên liệu, tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Bây giờ thế giới cần phải bước vào đa cực, vào một cái cấu trúc công bằng, dân chủ và tự do. Mọi sự trao đổi phải đảm bảo bằng tài sản của mỗi quốc gia, chứ không phải là tài sản của thế giới. Và những nước cờ của Nga đang đi ở đây, nó không chỉ đơn thuần là vô hiệu hóa những gì ở tại Ukraine như là phi quân sự hóa, phát xít hóa, mà đang vô hiệu hóa cái quyền lực của thế giới phương Tây. Chúng ta biết là trong tháng vừa qua, trong tháng 7 vừa qua ấy, thì NATO đã họp cái chương trình thượng đỉnh diễn ra tại Litva. Nhưng mà trong chương trình thượng đỉnh đấy đã không đưa ra được bất kể một cái tuyên bố chung nào về mặt hành động cụ thể cho đồng minh chư hầu của mình. Sự thống nhất nó chỉ tồn tại ở trên báo chí, còn trong hành động thì Ukraine khó khăn, vẫn tiếp tục khó khăn. Sườn phía đông căng thẳng thì vẫn tiếp tục căng thẳng. Hành lang ngũ cốc bị đóng băng. Thì đây là một vấn đề lớn đối với tập thể phương Tây. Trong khi đó thì người Phần Lan bắt đầu bực mình vì động tác bí ẩn của Moscow. Tờ báo của Phần Lan tỏ ra tức giận trước sự thờ ơ của truyền thông Nga qua việc đưa tin không đầy đủ về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ và của chuyến thăm của Tổng thống Phần Lan và của Hoa Kỳ, Joe Biden. Nga không chú ý gì đến chuyến thăm của con người có ảnh hưởng nhất thế giới đến nước láng giềng, đó là Phần Lan. Việc đó nói lên điều gì? Nhà bình luận của tờ báo đặt câu hỏi, ý nói rằng là bằng cách này Moscow dường như cố ý phát đi tín hiệu về sự thờ ơ của mình đối với Phần Lan. Ngược lại thì phó giáo sư khoa lịch sử của thế giới của một trường đại học lại cho rằng là phản ứng này là do mối quan hệ giữa hai nước xấu đi rõ rệt. Còn vị giám đốc của một viện tại Đại học Phần Lan thậm chí còn kêu gọi nên cảnh giác đề phòng các biện pháp trả đũa có thể xảy ra của Moscow trong tương lai. Cái động thái này thì phía Nga đang thể hiện những gì đang diễn ra tại Phần Lan. Phần Lan đang phải tự chịu trách nhiệm và gánh nặng của mình. Còn ảnh hưởng tới Nga là không có, mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới Phần Lan thôi. Về phần mình thì giáo sư chính trị quốc tế trường đại học của Phần Lan phàn nàn rằng là báo chí của Nga theo dõi đưa tin về hội nghị thượng đỉnh NATO vài ngày trước đó ấy, ở tại Litva ấy, còn nhiều hơn. Cuộc gặp giữa hai vị nguyên thủ quốc gia ở tại Phần Lan đã không còn đáng quan tâm đối với người Nga nữa. Đây được coi là một sự sỉ nhục đối với Phần Lan. Tưởng chừng Phần Lan trở thành thành viên của NATO thì sẽ được người Nga quan tâm và chú trọng hơn, và họ sẽ e dè và ngại hơn về câu chuyện của Phần Lan khi trở thành thành viên NATO. Nhưng đến bây giờ thì bản thân người Nga đang thờ ơ việc này và đang rất coi thường trong những hành động mà hai nguyên thủ quốc gia là của Mỹ cùng với lại Tổng thống Phần Lan gặp nhau ở tại Phần Lan, tại thủ đô Phần Lan. Trong khi đó, người ta nói về sự thống trị của Mỹ trong NATO ảnh hưởng đến lập trường của Mỹ Latin đối với Ukraine ngày hôm nay. Sự thống trị của Hoa Kỳ trong NATO đã góp phần khiến các nước Mỹ Latin từ chối chấp nhận quan điểm của Liên minh châu Âu về cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này được chia sẻ bởi lãnh đạo Đảng Liên minh Cộng hòa Nhân dân Pháp kiêm nhà khoa học chính trị khi ông bình luận với Sputnik về kết quả hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng Mỹ Latin và Caribe với lại Liên minh châu Âu. Lập trường chung duy nhất của tất cả các quốc gia của Mỹ Latin là họ không thích Bắc Mỹ
trong 200 năm, trong 200 năm đã coi Mỹ Latin là thuộc địa. Sự thống trị của Hoa Kỳ trong NATO chắc chắn đóng vai trò trong việc người Mỹ Latin từ chối chấp nhận lập trường của châu Âu về cuộc xung đột Ukraine. Đối với hầu hết các quốc gia cộng đồng Mỹ Latin và Caribe, Liên minh châu Âu và NATO là chỉ là những con rối của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng là các nước Mỹ Latin thực sự tự hào về chủ quyền của họ, điều này hoàn toàn trái ngược với mong muốn của EU. Bởi vì EU ngày hôm nay đã hoàn toàn mất về điều đó. Đây được coi là một thất bại lớn trong hội nghị thượng đỉnh EU Nam Mỹ kéo dài 2 ngày đã bị thất bại nặng nề mà không có bất kỳ một quyết định quan trọng nào, sự hội tụ nào. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn khi nhớ rằng lần cuối cùng hội nghị thượng đỉnh như vậy được tổ chức vào năm 2005, 8 năm trước. Người châu Âu sẽ gặp nhau với đề xuất lên án sự xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Điều này đã bị đa số thành viên Mỹ Latin từ chối rõ ràng và dứt khoát. Điều này càng cho thấy liên minh Mỹ-Âu đã bị suy yếu trên bàn cờ quân sự thế giới, mà Nga mới là sự ảnh hưởng. Trong lúc mà bản thân tập thể phương Tây đang bị mất hình ảnh và niềm tin, thì người ta đang nói về chiến sự Ukraine với những thông tin rất xấu và đáng lo ngại dành cho Ukraine. Đó là tuyên bố của Mỹ báo cho Ukraine biết về tin rất xấu và đáng lo ngại liên quan tới vũ khí đáng gờm của Nga đưa ra ngoài chiến trường. Xe tăng T-90M xuất hiện như một bất ngờ khó chịu đối với quân đội Ukraine. Tạp chí của Mỹ chia sẻ việc này. Các tính năng nổi bật nhất của phương tiện chiến đấu bao gồm lớp giáp cơ bản là chắc chắn, việc sử dụng rộng rãi tổ hợp bảo vệ năng động ấy. Công cụ điều khiển hỏa lực, tiên tiến thiết bị ngắm nhiệt và màn hình kỹ thuật số cho người chỉ huy, bài báo này lưu ý. Những đặc điểm này đặt T-90M ở một đẳng cấp khác so với các loại xe tăng bọc thép còn lại của Nga. Nhiều chuyên gia tin rằng là chiếc xe tăng này tự tin vượt trội so với các đối thủ do phương Tây sản xuất. Ấn phẩm cho biết là ngoài ra kích thước nhỏ gọn của xe tăng so với các sản phẩm tương tự của nước ngoài đặt ra một vấn đề đối với lại pháo binh của đối phương, đồng thời cho phép kíp lái điều khiển xe tăng trên những con đường và cầu được xây dựng cho các phương tiện dân sự, bài báo này chia sẻ. Đây được coi là một mối lo ngại đáng lo ngại đối với lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Sau khi Ukraine phản công thất bại, thì nhiều chuyên gia của phương Tây đang cảnh báo Ukraine và tập thể phương Tây. Cảnh báo Ukraine và tập thể phương Tây khi tiếp tục tăng cường viện trợ Ukraine chỉ tạo ra thảm họa nhân đạo trên chiến trường, không giúp ích gì cả. Còn lực lượng mạnh nhất của Ukraine đang ém quân để tung ra bất ngờ với Nga. Đây là tuyên bố mới của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng tuyên bố này vào thời điểm Ukraine đang thất bại nặng nề ở trên chiến trường và cũng đang thiếu đạn dược và khí tài. Mỹ đang kêu gọi Ukraine cần phải tiết kiệm đạn pháo. Thì lực lượng mạnh nhất để ra chiến trường để làm gì ngoài việc nhận giấy báo tử hoặc đào mồ chôn chính bản thân mình? Dư luận cho rằng là Ukraine đang bế tắc trên chiến trường sau một tháng rưỡi phản công. Tuy nhiên thông tin từ phía Mỹ và Ukraine cho hay là chiến dịch phản công đó chưa thất bại. Rất có thể Ukraine đang gìn giữ lực lượng mạnh nhất cho đòn quyết định với Nga sắp tới. Gìn giữ lực lượng này nhưng với chiến tuyến dài 1.000 cây số, với lực lượng áp đảo đến từ Liên bang Nga, thì những gì mà phương Tây có thể tung ra cũng chỉ là những quân bài cuối cùng và dẫn tới hơi thở cuối cùng, khó có thể tiếp tế được oxy để bảo vệ sinh mạng cho chế độ Kiev ngày hôm nay. Ukraine đang ném quân chờ dịp bung đòn sát ván, không biết đến khi nào thì sẽ bung đòn sát ván. Thời gian qua thì quân đội Ukraine hứng chịu thương vong nặng nề khi cố gắng phản công Nga trên chiến trường. Tuy nhiên thì viên tướng cấp cao nhất của Mỹ là Milley, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ khẳng định rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Ukraine còn lâu mới thất bại. Nhưng sự thật thì quân đội Ukraine đã tính toán sai lầm, dẫn tới sự thất bại nặng trên chiến trường trong cuộc phản công vừa qua, chưa đạt được bất kể một kết quả bước tiến nào ở trên chiến tuyến trong cuộc đó là phản công. Còn phương Tây đang xem xét gói viện trợ khủng cho Ukraine. Tức là viện trợ và tăng cường viện trợ vẫn là câu chuyện của phương Tây họp bàn và Hoa Kỳ đang là đầu tàu phải thực hiện nhiệm vụ này. Ngoại trưởng các nước châu Âu cũng sẽ nhóm họp để bàn về một đề xuất chi tới 20 tỷ euro
tương đương với 22,4 tỷ USD để mua vũ khí đạn dược, viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 4 năm. Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Gói viện trợ này bao gồm các thiết bị phòng không, máy bay không người lái và đạn dược. Quyết định của Mỹ được đưa ra một ngày sau cuộc họp trực tuyến với nhóm liên lạc quốc phòng của Ukraine. Nhưng tất cả những quyết định này của tập thể phương Tây chỉ cho thấy là phương Tây sẽ tiếp tục duy trì hơi thở thoi thóp cho Ukraine. Và nhiệm vụ của Nga là tiêu diệt những gì mà phương Tây viện trợ cho Ukraine ngày hôm nay. Bên cạnh đấy cũng cần phải đưa ra quyết định sớm hơn nữa để chấm dứt xung đột và thống nhất dân tộc Nga-Ukraine. Thế thì trước cái việc tăng cường viện trợ vũ khí của phương Tây, người ta nói về kho dự trữ tên lửa của Nga khủng cỡ như thế nào? Trong khi bản thân phương Tây chỉ có thể viện trợ những đạn dược cho bộ binh thông thường, còn Ukraine lại sử dụng tên lửa tầm xa để tiêu diệt những gì đang diễn ra trên chiến trường mà phương Tây viện trợ. Để duy trì cường độ tấn công, Nga được cho là đã khai thác đáng kể kho dự trữ tên lửa, đồng thời nỗ lực tìm kiếm nguồn cung, thậm chí là nhập khẩu từ các quốc gia khác. Sau khi giành lại nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn vào năm 2022, Ukraine đã tiến hành cuộc phản công nhằm vào các khu vực do Nga kiểm soát ở phía Nam và phía Đông. Tuy nhiên, Kiev đạt được rất ít bước tiến do hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào lãnh thổ của Ukraine, gây ra tiêu hao và thương vong lớn ở trên chiến trường cũng như là hậu cần. Theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm 2022, Nga đã sử dụng hơn 5.000 tên lửa và máy bay không người lái tấn công Ukraine. Hầu hết các loại tên lửa không thông thường có trong kho vũ khí của nước này. Để duy trì cường độ tấn công, Moscow đang cho là đã khai thác đáng kể kho dự trữ tên lửa, đồng thời nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung, thậm chí nhập khẩu từ các quốc gia khác. Theo giới phân tích thì tấn công bằng tên lửa vẫn là một trong những chiến thuật chính của Nga và Moscow sẽ không có nguy cơ sớm cạn được nguồn cung này. Đây có thể nói là nguồn cung vô tận. Tên lửa phóng từ trên không, trên biển và trên đất liền. Đến thời điểm hiện tại thì hầu hết tên lửa của Nga dùng để tấn công Ukraine được phóng từ máy bay chiến đấu. Chủ yếu là máy bay ném bom chiến lược như là Tu-95, Tu-22M và Tu-160 và Su-24 và Su-35. Theo báo cáo của CSIS, tên lửa phóng từ trên không chiếm số lượng lớn nhất và đa dạng nhất cho kho vũ khí của Nga. Ước tính Nga đã phóng hơn 2.700 loại tên lửa này từ các máy bay chiến đấu bên ngoài không phận Ukraine trong 5 tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Và Ukraine không thể ngăn chặn được những tên lửa được phóng ra từ các chiến đấu cơ. Đây được gọi là kho tàng vô tận của Liên bang Nga trong chiến dịch. Trong khi Ukraine đang thất thế hoàn toàn về cái nhiệm vụ này và đang cần phải bù đắp lại hỏa lực đường không. Nhưng người ta lại thấy rằng câu chuyện M16 chuyển cho Ukraine vẫn là một vấn đề được trì hoãn, chứ không thể tiếp tục được chuyển giao cho Ukraine trong bối cảnh hiện tại được. Là một vấn đề lớn đối với đại phương Tây. Còn kho vũ khí của phương Tây đã gần với giới hạn đỏ và phương Tây đang phải tăng cường để sản xuất hỗ trợ cho Ukraine. Về kế hoạch tăng cường sản xuất thì người ta cũng đã nói về tất cả mọi kịch bản. Rằng phương Tây có thể tăng cường viện trợ nhưng không đủ số lượng đạn pháo và khí tài để cho Ukraine sử dụng ở trên chiến trường. Trong khi xung đột 17 tháng gần trôi qua thì các vấn đề nó không còn nằm ở trong Ukraine nữa mà nó đang nằm trong bối cảnh của cả Mỹ và Âu liên quan hành lang ngũ cốc, liên quan sườn phía đông của NATO, mối đe dọa về hiện tại và lâu dài liên quan lực lượng Wagner đóng ở hướng Tây Nam của Mỹ. Lực lượng Wagner đã chính thức di chuyển sang Beirut. Đây chính là những mối lo ngại hiện tại và trong tương lai. Khi mà Hoa Kỳ đang sử dụng những chiêu bài sử dụng sườn phía đông để đe dọa Liên bang Nga và sườn phía đông và sườn phía tây của Nga, không gian an ninh của Nga đấy, thì ngày hôm nay Nga đang đi nước cờ tương tự như vậy. Xét về bức tranh ở tại Đông Âu ngày hôm nay, không có lợi cho NATO và Hoa Kỳ, không có lợi cho Mỹ và Âu. Xét về bàn cờ quân sự thế giới ngày hôm nay thì càng không có lợi cho cán cân quyền lực của thế giới đơn cực, mà đang có lợi cho thế giới đa cực ngày hôm nay. Trong quá trình diễn ra xung đột, Liên bang Nga không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, không ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền của phương Tây, không ảnh hưởng trong chiến dịch quân sự đặc biệt và an ninh quốc phòng, mà chính Liên bang Nga đang có một khoảng thời gian để quảng bá vị thế của nước mình và quảng bá hình ảnh của ngài Putin. Khi mà các quan chức diều hâu phương Tây đang bị sụt giảm về mặt uy tín và hình ảnh,
thì ngài Putin đang tăng tín nhiệm và đang tăng ảnh hưởng và tăng tăng về mặt uy tín, niềm tin và tầm ảnh hưởng của mình trên vũ đài quốc tế. Ngay kể cả những đồng minh chủ chốt quan trọng của Hoa Kỳ cũng đang rời xa, đó là nước Mỹ. Thì đủ để biết rằng quyền lực của nước Mỹ không còn có giá trị như trong thời kỳ đơn cực. Không thể tiếp tục sử dụng tiền để gây áp lực với phần còn lại của thế giới. Những gì Hoa Kỳ đang làm ở tại Ukraine là quá trình đào mộ để chôn vùi tập thể phương Tây trong chính sình lầy Ukraine. Họ muốn tạo ra kịch bản đó cho Nga, nhưng họ đã vô tình tạo ra kịch bản đấy cho chính bản thân của họ. Các báo chí của phương Tây và những thành phần vẹn vàng vẫn đang nói rằng là Liên bang Nga đang thất bại thảm hại. Ukraine đang giáng một đòn chí mạng vào hậu cần của Liên bang Nga. Nhưng đó là câu chuyện của vẹn vàng chia sẻ. Còn trong thực tế thì chúng ta cũng đã biết về kết quả trên chiến trường. Chúng ta cũng biết về bức tranh ở trên toàn cầu đang nghiêng về Âu hay nghiêng về Á, đang dành cho Nga hay dành cho Hoa Kỳ. Còn cuộc đối đầu trực diện, nguy cơ thì hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Hoa Kỳ sẽ không dám đối đầu trước một siêu cường hạt nhân như Liên bang Nga. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.